Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại lá rất là đặc biệt. Mình thì mình hay kêu nó là cái lá thần kỳ đó, bởi vì nó rất tốt cho cái sức khỏe cũng như là rất tốt cho cái việc điều trị bệnh của chúng ta, như bệnh gút, bệnh tiểu đường đó, rồi bệnh tiêu chảy, vân vân, rất là nhiều cái bệnh. Thì khi sử dụng thì rất là đơn giản, các bạn chỉ ngâm nước sôi như thế này nè, chờ khoảng trong vòng 5 phút thì các bạn sẽ thấy nó ra cái nước rất là đẹp, cái màu tươi và uống rất là thơm. Còn cái cây như thế nào tí xíu nữa thì mình đi ra ngoài vườn á, mình sẽ dẫn cho các bạn xem cái cây đó là mình đang trồng ở ngoài vườn nó như thế nào. Đây nè, đó, sau khoảng tầm 5 phút thì các bạn thấy là cái lá bối này nó tươm ra cái nước rất là đẹp, nó đẹp hơn cái trà xanh của mình nữa. Cái vị uống vô nó nhẫn nhẫn, nó thơm thơm đó. Các bạn uống nhiều là có thể là gây nghiện luôn đó. Tức là các bạn, nó không phải là có chất gây nghiện, nhưng mà mình cứ nhớ cái vị đậm đà của nó là mình cứ muốn uống hoài. Mà uống thì nó rất là tốt cho sức khỏe nha các bạn. Đó, thì các bạn muốn mà uống đậm thì cứ dùng nguyên cái ly như thế này. Còn không thì các bạn đổ vào nước lọc của mình á, mình pha cho nó loãng ra, đó thì mình uống. Đó, rất là đơn giản. Rồi bây giờ thì mời các bạn đi ra ngoài vườn ha. À, bây giờ trước khi đi lại xem cây bối á, mình cho các bạn xem cái cây này nè. Các bạn biết cây gì không? Quá quen thuộc luôn đúng không? Đây là cây chuối nè. Có con ốc bu, con ốc ma nó đeo cây này. Đó. Cái cây chuối này mà các bạn thấy cái hoài nó đặc biệt không? Cái hoài chuối nó ra từ cái thân cây luôn. Cái này mình xem ở trên mạng á, mình về mình học mình làm đó, tức là nó gần cỏ buồn, cái mình bắt đầu mình chặt chừng 3-4 lần như vậy đó. Rồi cái mình đủ đừng cho nước nè, đừng có cho nước mưa gì nó vô hết, nó thì tự nó bung cái hoài nó lên. Thì mình dưỡng đến nay là nó ra được cũng bao nhiêu đây nải chuối rồi nè đó. Mình mới lấy hai cái cây á, mình chặn nó như thế này để cho cái quả chuối nó có cái độ nó bám ra trên đây, nó không bị quằn xuống. Thấy không? Các bạn thấy không? Đó. Để mai mốt mà chuối này nó lớn mà nó chín thì mình sẽ quay cho các bạn xem ha, mình ra mình chặt. Thì đây thì mình cũng mới trồng lần đầu thôi. Đó, mình không biết là nó to như thế nào. Các bạn thấy rất là đặc biệt không? Đó, nhưng mà mình mới lấy cái miếng gạch á, mình che nó lại, che cái thân nó lại để thôi nước mưa nó thấm vô nó hư thân chuối hết. Nó rất là đơn giản vậy thôi. Thấy không các bạn? Nhìn nó hay không? Thôi giờ mình bắt đầu mình đậy lại ha, đậy nước vô. Đó. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi qua bên khu vườn nè. Nói là khu vườn chứ mà khu đất nhỏ xíu à. Đó. Ở đây là mình có trồng cái cây gọi là cây bối nè. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là cây bối. Đó. Thì cái cây bối này ngày xưa là ở miền Bắc người ta trồng rất là nhiều đó, người ta cũng trồng ở trước nhà á, người ta bứt lá, người ta uống hàng ngày. Thì hiện nay thì ở trong miền Nam của chúng ta trồng cái loại cây này cũng khá phổ biến rồi. Bởi vì người ta biết rất là nhiều cái công dụng của nó. Các bạn khi mà các bạn trồng á, thì các bạn lưu ý như thế này nè. Cái cây bối của mình á, là cái lá các bạn thấy là nó nhọn lên không? Thì cái loại này người ta gọi là cái bối nếp. Nó có một cái loại bối nữa là cái bối tẻ, cái lá nó bự hơn, nhưng mà nó không tốt bằng cái loại bối nếp nha các bạn. Cho nên là khi mà có ai mà tặng biếu các bạn, hoặc là các bạn có đi mua cây giống về đó, thì các bạn lựa, các bạn cũng lưu ý là mình lựa cây bối nếp mình trồng ha. Thì trồng nó cũng rất là đơn giản, nó dễ sống lắm đó. Đây là lúc này là trời mưa nhiều nè, các bạn thấy không, nó lên nó nảy chồi rất là xanh. Thì cái cây bối này á, các bạn thấy nó còn nhỏ vậy á, nhưng mà khi mà nó cao, nó có thể cao lên đến 5-6 mét luôn đó. Bên cạnh đó thì nó khi mà nó trưởng thành rồi á, nó có cho thêm những cái nụ rồi những cái trái nữa. Thì tất cả những cái thành phần ở trên cái cây bối này là chúng ta đều sử dụng được hết, nó có rất là nhiều cái công dụng. Như là bây giờ á, các bạn biết cái lá bối này đó, nó hỗ trợ rất tốt cho các cái
anh chị mà bị cái bệnh gout á, hay là ở Việt Nam mình gọi là cái bệnh gút đó, cái bệnh gút nó làm cho nó hành dữ lắm các bạn, và làm cho các cái khớp chi của các bạn á là nó sưng tấy và nó đỏ lên rất là đau nhức đó. Như vậy thì khi mà sử dụng cái lá bố này để uống á, thì nó làm cho cái sự sưng tấy và đau nó giảm đi rất là nhiều rõ rệt đó, và nó hỗ trợ điều trị luôn. Bởi vì trong cái chất mà ở trong cái lá bố này đó, khi mà các bạn sử dụng đó, nó sẽ kích thích tiêu hóa, và đối với những cái món mà các bạn ăn á, món ăn á mà nó có nhiều cái chất mỡ, dầu mỡ, và hoặc là những cái món ăn có chất bunin á, là nó không có lợi cho cái bệnh nhân gút á, thì nó giúp cho tiêu hóa rất là nhanh, rất là tốt. Thì từ đó nó làm giảm cái lượng axit uric đó, mà cái axit uric mà giảm thì cái độ sưng tấy đó nó sẽ giảm đi, cái bệnh gút các bạn sẽ có thuyên giảm đó. Và các bạn cứ từ từ thì các bạn kết hợp với các bạn kết hợp với cái thuốc mà bác sĩ kê cho các bạn trong cái liệu trình điều trị đó, thì các bạn cứ sử dụng như vậy thì đảm bảo là các bạn cái bệnh gút các bạn hết. Rồi ngoài ra nó còn rất tốt trong cái việc mà điều trị tiểu đường nữa đó. Mà khi mà trị tiểu đường á, thì cái thành phần mà hỗ trợ trị rất là tốt trên cái cây bố này á, đó chính là cái gì các bạn biết không, đó chính là cái nụ á đó. Thì người ta thường dùng làm cái chè nụ người ta uống đó, hỗ trợ rất tốt trong cái bệnh tiểu đường. Nó làm cho cái đường huyết của các bạn là ổn định, rồi giảm mỡ trong máu đó, rồi nó chống được cái oxy hóa các cái tế bào đó. Ngoài ra nó còn bảo vệ các cái tổn thương những cái tế bào gọi là tế bào beta tuyến tụy đó đó, rồi phòng ngừa các cái biến chứng giống như đục thủy tinh thể ở cái người bệnh tiểu đường nữa, cho nên là rất là hay đó. Các anh chị mà xem cái clip này xong thì mình có thể chia sẻ cho các bệnh nhân hay là người thân của mình đó, ai mà bị bệnh tiểu đường đó, thì tìm cái cây lá bố này mà chúng ta sử dụng đó. Nó nhiều công dụng dữ lắm các bạn. Thì ngoài ra thì nó hỗ trợ rất tốt trong cái việc mà chữa bỏng nè, hay là đầy bụng, ăn không tiêu đó. Thì cái trường hợp mà chữa bỏng, đầy bụng, ăn không tiêu thì các bạn sử dụng cái phần thân. Mà lưu ý với mình là các bạn khi sử dụng cái phần thân này, các bạn phải cạo cái vỏ, cái phần thô ra, rửa thật là sạch đó. Sau đó các bạn giã nát đó. Sau khi giã nát xong, rồi các bạn đem qua với nước sôi để nguội đó, lọc, chúng ta lấy cái nước đó đó, chúng ta bôi lên chỗ bỏng, hoặc là chúng ta sử dụng để chúng ta uống hàng ngày đó. Thì như vậy á, nó sẽ hỗ trợ rất tốt trong cái chữa bỏng, điều trị đầy bụng hay là ăn không tiêu. Còn những ai mà bị viêm gan nè, bị vàng da, thì các bạn sử dụng cái bộ phận rễ cho mình, sử dụng 200g, bạn sắc uống mỗi ngày đó, nó sẽ hỗ trợ rất tốt trong cái việc điều trị viêm gan với lại vàng da. Còn ai mà bị lở ngứa hay là chóc đầu gì đó, cứ lấy cái lá nước này, lấy lá bố này đó, các bạn nấu lên, sau đó các bạn tắm đó. Các bạn khi mà tắm, trong quá trình tắm các bạn rửa cái nơi mà bị lở nè, hoặc là cái nơi bị chóc đầu, đảm bảo hết liền, rất là hay đúng không các bạn đó. Hoặc là các anh chị mà bị bệnh đại tràng mãn tính, hoặc là bị đau bụng mà nó âm ỉ đó, hoặc là thường xuyên mà các bạn đi phân sống, thì chỉ cần lấy 200g lá bối tươi, mình giò nát rồi mình đổ vào cái 2 lít nước sôi mà mình ngâm trong đó trong vòng 1 giờ, và chúc các bạn uống thay nước thì đảm bảo hết ngay đó. Cho nên là cái cây bối này nó rất là tuyệt vời, nó rất là nhiều công dụng. Cho nên là mình khuyên các bạn là cũng nên trồng ở sân vườn của mình cây đó, nó vừa làm kiểng cũng tốt, mà nó hỗ trợ điều trị bệnh khi chúng ta cần, hoặc là ở hàng xóm nó gì gì đó, có ai là bệnh gì đó chúng ta chia sẻ, chúng ta chỉ cho họ đó.
Rồi thì ngày hôm nay cái phần chia sẻ về cái công dụng của cây vối cũng như là giới thiệu các bạn cái cây vối nó ra như thế nào để các bạn xem và các bạn biết. Về cái kỹ thuật trồng cây này thì rất là đơn giản, cũng không có gì hết trơn á. Nó trồng dễ lắm các bạn, trồng như các cây khác bình thường vậy thôi. Nhưng mà cái cây này là cái dạng cây thân gỗ ha. Rồi bây giờ thì cái phần chia sẻ của mình trong chương trình ngày hôm nay thì đến đây là hết ha. Hy vọng là các bạn sẽ có được một số cái kiến thức cũng như là biết được, tìm hiểu được cái cây vối nó như thế nào để mà có thể hỗ trợ cho người thân, bạn bè và cho bản thân mình. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào các bạn.